Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm stream YouTube bằng phần mềm, đó là phần mềm Broadcaster. Đây là một cái admin điện thoại bình thường như các bạn thường thấy. Bây giờ chúng ta sẽ làm bước đầu tiên, đó là vào Google và tìm với cái tên đó là Broadcaster. Sau khi enter thì nó ra trang đầu tiên, đó là Up Project. Và chúng ta vào thẳng trang này. Trong đây thì nó có hỗ trợ cho Win 7 và Win 8 và cái phần mềm này phiên bản 0.625 beta. Và chúng ta sẽ chỉ việc bấm vào đây để mà tải cho sử dụng cho Win 7, Win 8. Đây, sau khi chờ thì bắt đầu hiện ra bản báo tải về đây. Giờ tùy theo đường truyền mỗi bạn này có việc cái tải này nhanh hay lâu, mau hay nhanh mà thôi. Trong thời gian đó, tải về, đã tải xong rồi đây, bạn sẽ bắt đầu tiến hành cài đặt. Cài đặt như những cái phần mềm bình thường. Như vừa rồi mình xuất hiện cái lỗi là tại vì cái máy này đã từng cài phiên bản Broadcaster rồi, nên nó báo ra cái lỗi như vậy. Rồi, nếu như mà một cái phiên bản Broadcaster bạn tải về thì nó chỉ vỏn vẹn như đây, trắng trơn không có gì cả. Việc chúng ta làm hiện tại là bắt đầu bước vào cái mục stream trên YouTube, đó là vào thẳng YouTube. Ở đây bạn phải đăng nhập, đây là tài khoản của mình. Sau khi đăng nhập vào, bạn hãy vào cái mục kênh của tôi. Tiếp đó là phải đến với cái trình quản lý video. Rồi sau khi đã đến quản lý video rồi, bạn phải đến sự kiện trực tiếp. Ở đây chúng ta sẽ bắt đầu tạo một cái sự kiện trực tiếp mới. Trong sự kiện trực tiếp mới này, bạn đặt cái tiêu đề. Clan mình là clan cái băng rồng, viết tắt là CBR, ID 777999939. Còn phần mô tả bạn ghi gì cũng được. Rồi, sẽ bấm vào nút tạo sự kiện. Sau khi bấm nút tạo sự kiện, nó sẽ hiện lên này. Bạn phải nhập cái cơ bản, đó là cái tốc độ bit. Cái tốc độ bit này tùy theo đường truyền của các bạn, hoặc cái cấu hình máy nó có được độ mượt để làm stream hay không. Bạn có thể chọn độ phân giải cao hoặc thấp, tùy ý, tùy theo cái lượng sức của máy của bạn. Ở đây mình chọn là 720p. Sau khi chọn xong, nó hiện ra những cái chọn bộ mã hóa. Với những cái phần này thì các bạn, trong phần này mình không hướng dẫn, nên các bạn hãy chọn vào cái mục cuối cùng, đó là bộ mã hóa khác. Ở đây sẽ là những cái bộ mã hóa gồm tên luồng, máy chủ chính và máy chủ sau lưu. Đó, chúng ta sẽ quan tâm đến cái phần tên luồng là chủ yếu. Sau khi đã bắt đầu đến cái phần này rồi, chúng ta sẽ bắt đầu phân luồng cho phần Broadcaster và cũng như là cái luồng trên máy chủ YouTube. Ở trên mục phần mềm Broadcaster, bạn phải chèn vào, đó là cửa sổ game. Bấm chuột phải lên trên cái ô trống này, trên cái chưa chọn skin nha. Bấm chuột phải lên ô trống và chọn Add vào game capture. Rồi mình sẽ đặt tên game capture là cửa sổ game. Và mình chọn cái mục application, đó là cái LR skin PVP net, tức là cái cửa sổ này, tức là cửa sổ này mà chúng ta đang thấy. Rồi, để biết là khi sau khi chọn xong thì có cái dấu V ở đây là ẩn mờ hiện này, nhưng mà bạn sẽ chưa hiển thị lên đây liền đâu. Chúng ta sẽ có cái nút theo xem thử, đó là review stream. Bấm vào đây thì lúc đó bạn mới xem thử được hình ảnh của bạn như trên này như thế nào. Ở đây thì có vẻ khá là nhỏ so với cái khung, thì chúng ta phải bấm vào edit skin và hiện lên những cái mục như thế này. Cái nút nè, nút để bạn có thể kéo được độ lớn. Đây mình sẽ di chuyển lên trên đây một tí để tạo được cái độ kéo cho nó vừa hợp, thích hợp với lại cái màn hình.
Rồi sau khi cân chỉnh xong thì cũng khá là ổn định rồi. Chúng ta sẽ bắt đầu tạo một cái phân luồng lên trên YouTube ha. Và nếu như ở cái cửa sổ hiện hành như thế này, chúng ta phải vào một setting, sau đó chọn vào một broadcast setting để chọn cho các bạn phân luồng. Ở mục mod thì chúng ta chọn là streamline. Còn cái này output trường hợp với các bạn trình chiếu đó, máy chiếu hoặc là streamline nha. Và cái stream server thì chúng ta có thể chọn các server khác tùy theo cái nơi bạn chọn hot để trình chiếu stream trực tiếp. Ở đây mình chọn là YouTube. Và nó sẽ có hai cái server, gọi là server mặc định cũng như là server được backup, server được phục hồi. Thì ở đây mình có thể chọn primary server YouTube. Và cái phần stream cây hay còn gọi là playpath, đó chính là cái cây ở trên YouTube mà lúc nãy mình đã chỉ. Mình sẽ copy cái cây đó vào đây. Đây là cái cây này. Mình sẽ chọn copy sao chép nó rồi đưa về mục này. Vậy là xong. Mình sẽ chọn apply. Ok. Bây giờ thì cái luồng dữ liệu của mình nó sẽ đi trực tiếp với cái sự kiện mà mình đặt tên là stream CBR 777939 đây. Chúng ta sẽ stop lại, dừng lại cái chế độ xem trước này và bắt đầu cái chế độ stream để trên YouTube sẽ nhận. Sau khi bấm bắt đầu, nó sẽ bắt đầu nhận cái hình ảnh FPS và cái độ KPS, cái độ phân luồng nó sẽ nhận. Dần dần nó được tải lên YouTube. Các bạn phải chờ đến khi mà nó nhận được trên đó. Ở đây thì chưa có cái độ phân giải nào cả. Hiện tại thì chưa có, vừa rồi là mình đang bị lỗi, chưa có kết nối được với lại server YouTube nên nó báo lỗi về. Mình sẽ phải thử lại một lần nữa bằng start stream. Bây giờ thì đã bắt đầu nhận rồi đây, nó bắt đầu hiện lên tín hiệu màu xanh, đang nhận tốc độ KPS. Ở đây cái tốc độ KPS cũng tương đương với tốc độ KPS ở đây mà các bạn có. Tùy theo cái tốc độ này mà stream của bạn nó có nét hay không, để ảnh hưởng đến cái độ giật hay không. Độ giật mà lag ở trên YouTube á, chứ không phải là lag trong game. Rồi, khi mà đã nhận như thế này thì chứng tỏ là trên YouTube họ đã nhận được cái tín hiệu của mình. Và mình sẽ đến với bước 4, đó là đến phòng điều khiển trực tiếp bằng cái nút này. Kích vào, chúng ta sẽ được đưa thẳng đến phòng điều khiển trực tiếp. Ở đây có cái trạng thái trạng thái luồng. Nó sẽ đánh dấu cho chúng ta biết rằng cái luồng tốt hay yếu hay kém dựa vào cái đường truyền mạng của chúng ta kết nối với server YouTube. Đây thì được đánh giá tốt rồi, sức khỏe tốt. Và chúng ta có thể bấm xem trước để chuẩn bị sẽ chuyển qua cái luồng phát trực tiếp. Sau khi bấm xem trước thì chúng ta có thể phải chờ đợi một chút, thì đến khi cái chữ bắt đầu phát trực tiếp này nó hiện rõ lên để chúng ta click vào sẽ thành một cái sự kiện trực tiếp và chúng ta sẽ gọi là phát trên YouTube. Trong thời gian chờ đợi thì mình sẽ vào theo dõi một trận đấu. Đây mình sẽ vào theo dõi một trận đấu. Các bạn lưu ý nha, đây là cái cửa sổ game. Và khi mình vào chế độ khán giả, nó sẽ ẩn cái cửa sổ game này đi. Cửa sổ game này sẽ được ẩn đi. À, như trong đây thì trận đấu này thì chỉ còn trì hoãn khoảng 18 giây nữa thôi là sẽ bắt đầu vào trận. Thì cũng như những cái stream cá nhân các bạn đang theo dõi, đang làm trên mạng mà thôi. Đang làm trên mạng mà bình thường mà thôi. Đang làm trên các clan alo chẳng hạn. Thì chúng ta sẽ chuẩn bị đến với cái trận đấu. Và khi bước vào màn hình last game, nó sẽ đóng cái cửa sổ này lại. Đó các bạn thấy không? Nó sẽ đóng cửa sổ này lại. Và cái mục đó chính là cái mục cửa sổ game. Cái mục đó chính là cái mục cửa sổ game mà các bạn đã add lúc nãy. Bây giờ các bạn muốn hiển thị được cái màn hình kết nối game này thì các bạn phải chèn thêm một cái capture game nữa. Giống như vậy. Và đặt tên là vào last game. Ở đây chúng ta sẽ chọn là Lengua Plengen Spin ha.
phiên bản nãy là chúng ta chọn của cái bản kia, cái bản PVP net. Còn đây là chúng ta sẽ chạy vào bản clean nha. Ok, thì nó sẽ hiện lên cửa sổ last game của bạn phía trước, rất là đơn giản. Và lưu ý là các bạn sẽ bấm mở hoặc tắt ở đây để những cái âm thanh trên máy nó không bị hút vào trên YouTube, gây ra hiện tượng bị vọng. Rồi bây giờ thì đã hiển thị đầy đủ màn hình trên game rồi, chúng ta sẽ vào YouTube coi thử đã được không chưa. Ở đây thì có, mặc dù là phân thái trạng thái luôn hơi kém nhưng mà vẫn phát trực tiếp, mình sẽ bấm vào bắt đầu phát trực tiếp và đã nhận được kết quả bắt đầu phát, tốc độ phát bắt đầu. Ở đây thì chúng ta nên chuyển qua chế độ xem trên trang xem để vào xem thử cái stream YouTube của mình nó như thế nào, nó có ổn định hay không. Hiện tại thì đang bị độ trễ một tí, bị trễ khoảng 30 giây so với trên máy nó lên mạng. Nói chung là từ máy lên mạng là mất 15 giây và từ trên mạng tải về là mất thêm 15 giây nữa là 30 giây. Độ trễ trung bình là 35 giây. Lát nữa thôi nó sẽ hiện lên. Và trên này là cái link, cái link để khi bạn nhúng vào trên các kênh như những cái YouTube bình thường, nó sao chép cái này và mình đưa lên trên clan. Đây là clan của tụi mình, clan cá băng rồng, có lượng mem là 42 và số ID là 777-9939. Sẽ thử quảng cáo một chút thôi. Nhưng mình sẽ bắt đầu xuống cái phòng thứ ba để tạo một cái sảnh liên minh thứ ba và bước vào vị trí stream. Này mình sẽ nhúng vào cái link mà mình vừa cóp đây, 8TTM, nhúng vào. Nó sẽ bắt đầu phát lên cái sự kiện mà trên stream CBR đang phát. Và trên đây thì chúng ta đã thấy rồi, bắt đầu vào màn hình last game rồi. Còn ở dưới đây thì cũng đó, bắt đầu như vậy. Ở đó trên stream YouTube thì chỉnh cao độ phân giải lên để xem được những hình tốt hơn, rõ nét hơn. Còn trên YouTube bạn có thể quay lại cái trình quản lý video hoặc là đến thông tin và cài đặt của cái stream YouTube này của mình để chỉnh sửa cái stream. Đây, trong đây thông tin cài đặt nhập hoặc là phòng điều khiển. Chúng ta theo dõi được cái luồng trạng thái của nó có bị kém hay không, YouTube sẽ luôn báo cho chúng ta. Ở đây thì cái trận đấu nó như thế này. Ngoài ra với cái broadcaster này bạn có thể bấm chuột phải chọn S, chọn Touch để nhập vào. Ví dụ như là Touch 1 đi, mình sẽ nhập vào. Đây là cái phông chữ, đây là cái cỡ chữ là 35, mình sẽ chọn 35. Cái màu chữ ha, mình chọn là màu vàng. Và stream by window đây. Ok, giờ thì chúng ta phải bấm vào edit stream để cầm cái này di chuyển ra đây, tăng giảm kích cỡ tùy ý ha. Rồi như vậy các bạn sẽ chèn liên tục, chèn được những hình ảnh vào cũng như là những cái từ ngữ để cho nó hay ho hơn một chút. Như vậy là đã xong cái phần stream cá nhân trên YouTube và stream bằng broadcaster mà mình hướng dẫn. Còn cách dừng lại thì sao? Dừng lại nó đơn giản, bạn chỉ việc bấm stop stream. Mình cho bạn coi thế này, đây là cái stream YouTube HD ha. Còn khi mà bạn dừng lại thì các bạn chỉ việc vào broadcaster và bấm stop stream là nó sẽ không nhận tín hiệu lên YouTube nữa, tất cả đã được dừng lại và YouTube lúc này sẽ không nhận nữa. Mặc dù nó vẫn đang phát nhưng mà nó phát một cái màn hình đen thui lui thôi và trễ hơn sau chúng ta là 30 giây đó, nó sẽ báo là không có dữ liệu. Đây, chúng ta có thể bấm ngừng phát trực tiếp. Vậy là xong, là đã hoàn tất. Và trở lại với sự kiện trực tiếp thì sẽ không còn nào nữa. Và đến với video thì chúng ta có là những cái sự kiện đã từng phát trực tiếp. Đây, cái mình vừa mới làm sáng nay, các bạn hiểu không? Như vậy là đã xong rồi. Chúc các bạn có những cái stream vui vẻ và hãy đừng quên bấm like cho mình trên cái lượt kênh của YouTube.